Một chuyên gia phân tích cho hay, doanh số smartphone bán ra tại Việt Nam sẽ tăng tới 56%, tương đương 12 triệu máy. Chỉ tính riêng trong năm 2014, tại Việt Nam, hãng FPT, đối tác bán lẻ chính thức của Apple cho biết, Apple đang bắt đầu tập trung sâu rộng vào thị trường Việt Nam. Đây sẽ là một thay đổi lớn của hãng bởi Apple chính thức thừa nhận Đông Nam Á là một thị trường lớn. Trước đây, Apple chưa có nhiều chương trình quảng bá cũng như chưa hợp tác sâu rộng với các hãng bán lẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế này có thể sớm thay đổi ngay từ hệ iPhone 6, dự kiến ra mắt tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Starbucks in the UK has grown into a massive company.